Cũng tốt đẹp mà có điều là em không có biết nấu ăn gì hết á. Mẹ với ba tập nấu cho em mà em nấu gì cũng mặn hết á. Rồi nó có chỉnh sửa được không? Dạ, nói chung là tùy tâm trạng đó. Như là cái món nào mà con nó nấu ngon á thì là bé Yên nấu. Còn món nào mà nó dở thì nó kêu chồng chồng, ba má nấu chứ không phải con. Cứ vậy. Chắc sao chuyện này là biết bài hết rồi mà. Nhưng bởi vì nó làm dâu còn trẻ quá mà. Vậy con có biết cách chăm sóc con này kia không? Dạ không, con đẻ xong là cái con giao cho má con luôn rồi. Nó đẻ xong, như là đẻ xong là một tháng á, là cô nằm chung với nó là một tháng xong, nó kêu một tháng là đi ra ngoài được rồi má. Kêu ừ đi ra ngoài được rồi con. Vậy là bắt đầu là hai vợ chồng nó đi suốt ngày suốt đêm, ngày nào cũng đi suốt ngày suốt đêm. Con cái cô nuôi mấy năm trời mới tới đi đâu mà đi suốt ngày suốt đêm vậy? Thì đi chơi miết nhận. Đi chơi chơi với con bán đi làm. Đi làm mỹ phẩm đó. Trong mấy cái năm đó nó có làm dâu không? 2 năm rưỡi đó. Dạ có. Có nhưng mà cái kiểu là ở trong nhà mà cô thì thoải mái lắm, nó muốn làm gì làm. Cô là tên là Nguyễn Thị Thu Hà, cô sinh 1970. Mẹ chồng quê ở đâu? Quê thì ở Quảng Ngãi nhưng mà Quảng vô Ngãi. Thành phố mấy chục năm rồi, ba mấy bốn chục năm rồi. Mình làm công việc gì? Thì cũng phụ giúp gia đình nội trợ. Có mấy đứa con? Dạ cô thì được 2 đứa. 2 đứa hả? Rồi. Dạ xin mời chị ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh. Chào chị Lê Lộc. Chào quý khán giả. Con tên là Ngô Diệp Phương Uyên, năm nay con 25 tuổi. Dạ, con làm gia công mỹ phẩm. Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 5 năm rồi. Nhưng mà có năm thứ 2 rưỡi là bị gãy gánh chút xíu. Ủa là sao? Gãy gánh là sao? Chia tay nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Khoảng thời gian đó lâu không? Dạ, cũng năm mấy 2 năm á. Trời. Rồi xong rồi cái 2 đứa quay lại. Tức là con lấy chồng. Dạ. 2 năm rưỡi. 2 dòng chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi con có bước thêm bước nữa dạ, không? Dạ có, con có bước thêm bước nữa. Con có một em bé nữa. Rồi. Hả? Là với người chồng thứ hai. Dạ đúng rồi. Sau đó rồi quay trở lại với chồng cũ. Con chia tay chồng sau. Dạ. Rồi con quay lại chồng cũ. Tại vì chồng cũ con thấy con hay đăng status buồn nữa. Cái đầu cái ảnh lúc đó ảnh bên Hàn Quốc á, cái ảnh nhắn tin hỏi thăm rồi tâm sự rồi á. Lúc đó chưa có quay lại, khi mà con đẻ xong rồi đó ảnh về nước á, rồi ảnh mới 2 đứa đi chơi rồi mới quay lại, lúc nào con cũng biết luôn. Cuộc đời cũng chân chuyên quá hả? Yeah. Cái này chắc mẹ cũng đau đầu dữ mẹ ha. Đau đầu. Mình kể lại cái chuyện hồi xưa chút xíu đi ha. Yeah. Cái lần đầu tiên cô gặp mà Uyên á, cô cảm nhận cái chị này như thế nào? Thì lần đầu tiên thì á hả, nó đi chơi về nó mới kêu cửa cô, thì cô mở cửa thì cô thấy dắt bé này vô mà lãng lãng trốn lên lầu, cô mới hỏi rồi dưới về với con, nó mới kêu về người yêu con, mà cô mới thấy nó còn nhỏ quá, cô mới dạy nghe thơ ráng 3 năm nghe con, chứ để rồi nó còn nhỏ quá, tội nghiệp nó chưa hiểu biết gì. Cũng gần 1 năm vậy, đang đi công chuyện gì nó kêu má con có bầu 2 tháng mấy rồi. Đâu có đâu á, 6 tuần 5 ngày. Trời ơi, nhớ luôn 6 tuần 5 ngày luôn đó. Cô mới nói là sao bây giờ có thì bây giờ giữ chứ bây giờ biết làm sao. Dạ. Rồi có cưới không cô? Có. Dạ. Rồi tổ chức đám cưới. Dạ, lúc đầu mẹ gia đình con, mẹ con không có cho cưới. Cái xong rồi con cuốn đồ qua nhà má ở luôn. Rồi bao lâu mình mới con ở được tháng mấy 2 tháng á, cái cha con đi năn nỉ mẹ con rồi cái xong mẹ cho cưới. Mới vừa 3 tháng mấy là 2 đứa nghe kêu hai bên chấp nhận rồi mừng quá. Đi cái bị té xe gã mấy cái răng luôn. Trời đất ơi. Vui quá mà. Dạ, vui quá. Mình vui quá mình đua xe luôn hay sao? Dạ không, người ta chạy ngược chiều, người ta đụng hay chồng em á. Trời ơi, chồng có bị gì không? Dạ không, có mình em bị à. Bắt đầu á hả, là nó điện cái kêu má ơi lên bệnh viện, con đang nhập viện. Trời ơi, quảng hồn quảng. Mà lúc đó mình đang có bầu nữa phải. Dạ, dạ đúng rồi, đang có bầu. Có 3 tháng mấy à. Mà té nặng lắm, gãy mấy cái răng nè, rồi máu tai cũng chảy nè, rồi ở dưới cũng ra luôn. Mình nghĩ là chắc là xong rồi. Cuối cùng á, chữa xuống bệnh viện Hùng Vương thì cứu được. Yeah. Đứa nhỏ, bé thì không có sao, con thì không có sao, mà con dâu thì đỡ gã mấy cái răng thôi, nhưng mà đám cưới thì không có cười được. Dạ, chưa dạ. Có chồng được, mới có chưa được có 20 ngày niên cũng không được luôn. Trời ơi. Gắn tạm gì cũng không được đó, em mỉm rồi. Cháu rồi đúng không? Không dám cười luôn, không dám cười. Không dám cười luôn.
Rồi bé năm nay, bé lớn này được nhiêu rồi? Dạ bé lớn con được 5 tuổi rồi. 5 tuổi? Dạ. Con cảm nhận thế nào về mẹ chồng con cái lần đầu tiên gặp mặt á? Dạ lần đầu con tưởng đâu mẹ con dữ lắm. Nhưng mà con chào hỏi xong con thấy mẹ kêu đi lên đi, ba mày ngủ rồi, đi lên đi. Con chồng con chạy lên lầu luôn. Ngày đầu tiên về đó hả? Dạ. Mà lên luôn á hả? Dạ lên luôn. Vậy là mẹ cũng muốn cháu rồi. Rồi sau đó rồi cưới về rồi mọi chuyện có tốt đẹp không? Dạ cũng tốt đẹp, mà có điều là em không có biết nấu ăn gì hết á. Mẹ với ba tập nấu cho em mà em nấu gì cũng mặn hết á. Rồi nó có chỉnh sửa được không? Dạ nói chung là tùy tâm trạng, có như khi là cái món nào mà con nó nấu ngon á thì là bé Yên nấu, còn món nào mà nó dở thì nó kêu chồng ba má nấu chứ không đâu. Cứ vậy quá. Chắc sao chuyện này là biết bài hết rồi mà. Nhưng bởi vì nó làm dâu còn trẻ quá mà, vậy con có biết cách chăm sóc con này kia không? Dạ không, con đẻ xong là cái con giao cho má con luôn rồi. Nó đẻ xong, như là đẻ xong là một tháng là cô nằm chung với nó, là một tháng xong nó kêu một tháng là đi ra ngoài được rồi má. Ừ, đi ra ngoài được rồi con. Vậy là bắt đầu là hai vợ chồng nó đi suốt ngày suốt đêm, ngày nào cũng đi suốt ngày suốt đêm. Con cái cô nuôi mấy năm trời mới tới. Đi đâu mà đi suốt ngày suốt đêm vậy? Thì đi chơi miết nhận. Đi chơi chơi với con bán đi làm. Đi làm mỹ phẩm đó. Trong mấy cái năm đó nó có làm dâu không? 2 năm rưỡi đó. Dạ có. Có, nhưng mà cái kiểu là ở trong nhà mà cô thì thoải mái lắm, nó muốn làm gì thì làm. Làm dâu làm được gì kể chú nghe. Dạ đây. Con quét nhà, lau nhà nè chú. Trời ơi, rửa chén hơi bị ghê luôn á. Vậy hả? Dạ. Rửa chén hình như ai cũng rửa được hết em. Dạ, em rửa chén là có 5 cái chén đúng không? Là em bể hết 3 cái rồi đó. Như là nó rửa chén, rửa dĩa là như là na sắm cái này coi như là hả, còn 1 tháng 2 tháng là sắm tiếp, nó bể miết thôi. Em rửa rồi hay là em đập? Em rửa thiệt. Nó đập nên nó vừa rửa vừa đập hả? Nhưng mà hai mẹ con mình có hợp nhau không? Dạ hợp, má em cái gì cũng được hết đó. Ăn uống thì chắc hai mẹ con hợp hả? Dạ hợp đó. Có mỗi lần em kêu má hôm nay ăn gì vậy má? Cái gì cũng được, con cứ nấu cái gì cũng được hết á. Cái lá hồi cái má nói hôm nay con nấu hơi mặn nha. Hôm nay má ơi, hôm nay dở nha má. Má dở nha, hôm nay má nha, còn nào ngon con nha. Má biết rồi. Trời ơi. Má chồng hiền quá trời hiền luôn vậy đó. Má chồng thấy là hợp với con dâu điều gì? Thì nói chung nó còn nhỏ quá, với là cái tính tình nó vui vẻ lắm, hoạt bát lắm. Lúc nào cái miệng cũng tí lia. Kiểu nó ăn nó lúc nào cái miệng nó tí lia, cứ nó về là cái miệng nó tí lia thôi. Vui nhà vui cửa ha. Vui nhà vui cửa. Rồi mình hợp với nó về quần áo hay là đi chơi hay là ăn uống gì mình hợp không? Thì cũng như là hai mẹ con cũng như là cái gì cũng hợp hết á. Có cái gì là cứ má ra chịu đòn hết. Thì vợ chồng nó cứ con thì 2 năm mấy rồi mà nó gan lắm. Khổ mà cô dạng hoài à, con ơi. Mình con gái đàn bà mình đừng có gan quá. Lúc nào đi cũng đi với chồng. Mà cứ thằng con cỡ cái xe đi một xíu của nó kìa. Má anh đi rồi kìa. Dạ thì thôi con chạy theo đi. Bây giờ mình phải biểu nó chạy theo, chứ nếu mà mình để nó ở nhà thì nó gan. Yeah. Nó gan lắm chịu không nổi. Trời ơi, đâu có điều gì đâu á. Con thấy có điều lắm. Gì con không hợp với mẹ chồng con. Con thấy cái gì con cũng hợp với mẹ con. Tại mẹ con chiều con quá đó. Dạ. Mẹ có điều nào mà chưa hài lòng với con dâu không? Nói chung là cô thì cái gì cũng là hài lòng hết, nhưng mà con cái gan quá. Gan quá. Cô chỉ yêu cầu khuyên là đừng có gan quá là được rồi. Con gan quá con mất hạnh phúc. Đúng y chang luôn. Cái câu cô nói đúng y chang luôn. 2 năm mấy là gã gánh. Yeah. Là lúc đó là cô đi qua Hàn Quốc không có nhà. Đùng một cái cô nghe kể thì hả, bé Yên đi về biển rồi. Nhiều lúc đó con ly dị chồng, con có nói với mẹ chồng không? Dạ má cũng điện về cho con. Có nó. Má điện về cho con. Mà lúc đó chắc cái suy nghĩ của con nó chưa có nó tới á. Nó chưa tới. Điều gì mà căng thẳng tới mức phải ly dị nhau? Bữa đó là hai đứa đánh lộn. Xong con ẵm con, với con đi trong một cái trời mưa bão bùng như vậy á. Đầu tóc bù xù vậy nè. Ảnh không đi kiếm con. Anh đi kiếm người yêu cũ của ảnh. Con chịu không nổi hơn ly vậy luôn. Trời đất ơi. Mà sao biết ảnh đi kiếm người yêu cũ? Tại vì cho tự mình suy diễn ra. Không, có thiệt nha. Bạn của con điện FaceTime cho con đi uống cà phê, mà bạn con nói chụp con kêu thôi mày gọi cho tao đi tao mới tin chứ mày ghép sao được. Cái nó chụp con thấy rõ ràng luôn rồi, chết rồi, con kêu mày chụp lại cho tao nha, về thì kỳ này tao chết, cho chết chắc là đúng thiệt luôn. Rồi ly dị luôn. Dạ. Quyết định một cái rột luôn. Một cái sẹt luôn. Một cái bụp luôn á chú. Con không có bàn với mẹ chồng con luôn. Dạ không luôn. Không luôn. Trời đất ơi. Rồi sau bao lâu thì con lấy chồng tiếp? Chắc cũng gần năm sau á. À. Con cũng mới thôi đây được gần năm thôi. Là cũng mới quay trở về. Dạ, mới quay trở về thôi. Trời vậy hả?
tức là còn suy nghĩ non quá con. Dạ. Con còn gọi là còn trẻ quá đó, suy nghĩ chưa có chín chắn. Rồi khi mà trở lại với chồng trước á thì nói chuyện với mẹ làm sao? Lúc đó giấu, giấu đâu, hai đứa con đâu có cho ai biết đâu. Khúc sau má mới để ý mới biết. Như lúc con chia tay với chồng thứ hai nè, là con đang có bầu luôn, con ở có một mình con à. Rồi con quay về chồng cũ là cũng đang có bầu mà chồng cũ con biết không? Dạ biết chứ, chồng cũ con biết, khuyên con có lúc mà đi đẻ, đi khám hay đi đẻ vậy anh cũng kêu đi khám sao về nhớ nói chồng nghe nghe không? À, đi đứng cẩn thận nghe không? Đi chơi nhớ về sớm nghe chưa? Đang có bầu đó nghe chưa? Có nói tâm sự mẹ chồng điều đó không? Dạ con cũng đâu có kể cho mẹ con nghe đâu, con giấu mà. Rồi sau đó cô biết, khi nào cô mới biết? Thì hả, cô ở bệnh là sau này cô nghe nó đẻ xong rồi đó. Nó kêu thì má ơi, hai đứa con quay lại rồi nha, về nhà mình đó nha má. Kêu cái gì? Thiệt không? Kêu thiệt. Kêu thì bây giờ quay lại thì vừa quay lại, bây giờ cô biết làm sao bây giờ hả? Còn cháu mình nữa, cháu nội nữa. Rồi thôi thì kệ nó đi, nó quay nhưng lại. Nhưng mà lúc mà đó thì cô có biết là bé này có thêm bé nữa chưa? Có, tại vì cái lúc mà nó con bé này có bầu á. Em với má đi cà phê hoài luôn á. 5-6 tháng là có bụng thì chà bá mà cứ ngà tới. Mẹ bên kia không chữa, cứ chữa mẹ này đi, đi đi uống cà phê rồi đi đi tâm sự không à. Bây giờ hả, mình thấy nó còn nhỏ quá, mình khuyên hoài khuyên vĩ mà nó không nghe, thôi kệ nó ráng nó chịu. Tới cái ngày mà nó đi nọ mà nó đám cưới người sau á, cô ở bên nó cô khóc á. Cô khóc xong là cô mới nhắn tin là mẹ không ở gần con, mẹ không có gửi gắm được cái gì. Mẹ chỉ là chúc cho con hạnh phúc thôi. Là bắt đầu là cô khóc bỉnh quá trời, là cô nghe tin dạy thôi. Rồi cô cũng chấp nhận luôn, chứ bây giờ con cái nó khờ quá, nó lỡ đó, bây giờ làm sao? Mình phải chấp nhận. Như vậy là mẹ chồng rất là thương con luôn. Con mà gặp mấy người lớn tuổi mà bà chồng khó là cũng đơn giản đâu. Dạ. Rồi lần này trở về rồi mẹ có chỉ bí quyết gì để giữ trời cho? Kỳ này em nấu hơi bị ngon luôn á. Vậy hả, có thay đổi đúng không? Dạ đúng rồi. Cô thấy thay đổi không, như nhiều không cô? Thì cũng có thay đổi, cũng như là bớt công việc nhà cửa thì không có bề bộn. Chứ lúc trước á hả, cô mà đi đâu một cái cô về là thôi, nó gặp cái gì là nó để nguyên si cái đó, nó không có dọn dẹp đâu. Dạ. Nhưng mà mình nói rồi cũng rồi, nó kêu dạ. Dạ sao nó chập nó đi đâu mất, rồi mình cũng phải dọn. Nhưng bây giờ về thì cũng đỡ rồi. Rồi có bớt ghen chưa? Cũng hơi bớt rồi, nhưng mà vẫn còn con. Vẫn còn nữa hả? Cô khuyên rồi, cô kêu con gái mình phải trang điểm sửa soạn rồi lên. Với lúc trước cứ xìu xìu ảnh ảnh đi, không có sửa soạn này kia cái nọ đâu. Cô em bận đồ của má không luôn chị. Cô sợ chồng bỏ cô mà cô khuyên nó. Dạ. Chồng nó đẹp, nói chung là đẹp trai. Mình sợ chồng bỏ, mình khuyên con mình cứ ra đường rồi con đánh phắn đánh kèm, có gì mà chịu cho. Cứ cái đồ nào đẹp con cứ con sắm con mua đi. Rồi nói má mua cho không? Cuối cùng cũng ly tán. Cô cũng sợ luôn, rồi sao cuối cùng rồi đấu lại thì nói chung là mình là người lớn rồi, nhưng mà bây giờ con cái nó lỡ rồi, bây giờ mình tha lỗi cho nó, chứ giờ con không biết nói cái kiểu gì vậy đó. Nhưng mà cô thấy cái nàng dâu này là giống như là có thể hiện tình cảm với mẹ chồng nhiều không? Thì lúc nào nói chung là có một cái chuyện nhỏ xíu gì, nói chung là cũng về tâm sự với mẹ đó. Mà mẹ thì bên dâu hơn là con trai. Con trai thì cứ bị chửi hoài, nhưng mà nó là cô bên hơn. Những lúc mà mẹ giận mẹ buồn thì con làm gì cho mẹ vui? Con lại con ôm hôn với con bóp một cái. Hả? Bóp cái gì? Hả, cái đó đó chị. Cái đó là cái trên hay cái dưới? Cái trên này. Em phải nói rõ chứ. Lại em ôm hôn mẹ. Hỏi kỹ gì con? Bóp gì kệ ta. Để chị biết chị về chị bóp má chồng chị. Nhiều lúc đó, cô đang đi ở ngoài đường vậy, nó đi ngang qua, chồng nó chửi nó đi ngang qua làm cái sạc một cái, trời nó đau muốn chết luôn mà. Ai nhìn kêu không hiểu luôn, cứ kêu con ruột cô đâu biết con dâu đâu. Trời ơi chơi kỳ em. Em thích vậy, cái đó đã lắm chị, nó lạ lắm luôn á. Mẹ kêu đau muốn chết mà em kêu đã. Mà em phải như vậy em mới đã em được. Trời ơi. Thôi nó nói nha. Hôm nay á là con lên đây con muốn nói gì với mẹ chồng của con không? Dạ có. Bây giờ nè, đứng lên để ôm mẹ chồng tình cảm này kia, có xin lỗi mẹ chồng cái gì đó, muốn nói gì tạo dấu ấn gì làm đi con. Làm gì nữa đó gì con? Thôi đây là cái để về nhà em, con có cái một món quà bí mật con dành cho mẹ. Ba con nói là hồi đó giờ cưới má mấy chục năm trời chưa hửi được mùi thơm của má. Nên là hả, nay con tặng má chai dầu thơm, có gì má về má xịt cho ba hửi nha. Trời ơi.
Rồi, má cảm ơn con nhiều. Mẹ, vợ chồng thấy sao? Thì nói chung là nhờ cái chương trình này á, cô chỉ muốn là khuyên bé Uyên á là bớt gan lại để giữ được cái hạnh phúc của trọn đời. Và má là kêu ảnh đừng có chọc con nữa, má tặng là chọc con hoài. Cô mừng rồi, mà nó biết ưa gan nên nó cứ nó chọc hoài, mà bây giờ con không biết nói sao, cứ khuyên thôi, bây giờ khuyên trước đã về nó con mình sao. Dạ, gửi tặng gia đình một cái kỷ niệm của chương trình là dâu. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là vui nhưng mà rút kinh nghiệm. Có chuyện gì tâm sự với mẹ chồng, bởi vì mẹ chồng rất là yêu con ga con dâu. Dạ, thương con dâu ha, và mẹ chồng tư vấn cho. Con cũng thay mặt chương trình gửi cô phần quà, đó là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi, dành tặng gia đình em ha. Dạ, cảm ơn chị. Còn đây nữa, đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và em đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn.